Đây cây dâu nhá, quả đang rất là sai. Đấy, cây dâu đáng siêu rất đẹp này. Đấy. Vành gốc là 60. Thân nó 60, phát 2m2. Đấy, nhìn này. Nhìn tổng. Hai chồng này. Đấy. Dâu thì cực kỳ dễ sống mà. Quả rất là sai nhá. Trong cành thì sống. Ừ. Đây quả đây. Quả này cực kỳ sai này, ăn quả luôn này. Đây nhá, mình ăn luôn cho ngon này. Đây là bay bay. Đấy, vành gốc 60. Thân thoát 2m2 bay ra thành cả chiều nấy được 4m rưỡi. Đấy, nhìn nào cho nó tổng cây đừng. Đấy, đấy, cây đúng dáng siêu. Cây này gọi đúng là cây dáng siêu. Nha, cái gành gốc 60 nhá, thoát 2m2 nhá. Cây bay ra lấy 4m rưỡi, hoặc lấy 4 mét đều được hết. Chắc lấy 4 mét là được. Cây đẹp. Không có lỗi gì nhá. Này đánh bầu bé cũng sống. Không đánh bầu còn sống à? Cây sạch sẽ nhá. Quả rất là sai. Ừ, thế này là sai lắm rồi.